Xin chào quý vị khán thính giả trong và ngoài nước xem live vui vẻ và luôn bình luận có trách nhiệm văn minh khi xem live. Nhớ bấm nút thích, chia sẻ, đăng ký và nhớ là nhấn nút tham gia. Hữu ích lắm nha. Tí chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả rất là nhiều. Chào tạm biệt. Xin lỗi quý vị. Xin chào nhưng mà chào tạm biệt. Mới vô là cái chào tạm biệt luôn. Em xin kính chào bác Đồng Quang, bác Đồng Quang Mạnh. Xin chào bác Hà Trọng Vương. Xin chào bác Hạ Lam. Xin chào bác Dung Huỳnh. Xin chào bác Alex D. Xin chào bác Tuấn Trần. Xin chào bác Minh Phương Mai. Xin chào bác Văn Tĩnh Trần. Xin chào chú Văn Tĩnh Trần. Xin chào bác Hà Lam. Xin chào bác Trung Nguy. Và xin tổng chào 64 quý vị khán thính giả và anh em trên kênh Chuyện Nước Mỹ của Thí. Dạ con hồi nãy con uống nước cam mà nó chua quá nên là mới vô mở like là con nói lộn, là nói lộn do uống chua quá nên nói lộn là chào tạm biệt. Cô chú anh chị, trưa ngày hôm nay là buổi trưa cuối tuần thứ bảy. Thì bây giờ là 11:22 trưa giờ Hà Nội, kính thưa quý vị. Nói đúng ra là mình nên nói giờ Việt Nam bởi vì mình ở nước ngoài, nhưng mà giờ Hà Nội cũng là cái mốc giờ mà mọi người cũng thường báo tin, kính thưa quý vị. Thì quả thực là buổi trưa ngày hôm nay thì tí chỉ muốn nói tới cái chuyện mà cuộc sống Mỹ nó hơi khổ như thế nào. Rồi người ở trong nhà thì bị trục xuất ra ngoài, còn người ở đã ra ngoài rồi, ở lều rồi còn bị tống cổ nữa, nó khổ lắm của chú anh chị. Nhưng mà trước khi đi vào cái chương trình ngày hôm nay á thì dạ con chào bố, chào bà Thư, chào bác Tuấn Dũng Lê, dạ xin chào bác Dậu Tạ. Mọi người cay em cái vụ tạm biệt đúng không? Như thế này của chú anh chị, ở trong cuộc đời này á, thường á mình làm cái gì á là để cho người khác nể, đúng không ạ? Mình làm cái gì để cho người khác nể chứ mình đừng có làm cái gì á mà để cho người khác họ chê cười, thường là vậy. Ngay cả trong cái bình luận vô trong cái kênh á, nhiều khi không phải là mình nói là phản ứng hơi thái quá, với lại những phản ứng cảm thấy nó hơi rùng rợn, thì thú thiệt quý vị khán giả thì hầu hết bình luận của quý vị khán giả thì em không có thời gian để đọc. Cho nên đôi khi cô chú anh chị bình luận thì cô chú anh chị bình luận nhiều dùm em để cho mọi người cùng đọc, cùng chia sẻ và cùng thảo luận. Và khi nào em đọc được cái bình luận nào thì em nhấn like hay nhấn thả tim thì cô chú anh chị thông cảm, bởi vì thực sự công việc chính của tí là kiếm tiền và mình phải thành gia lập thất của chú anh chị. Cho nên là cái công việc mà làm YouTube để chia sẻ cái kiến thức, kinh nghiệm hay là bất cứ cái gì, nó cũng là một cái việc, đối với tí thì nó là việc chính, nhưng mà đối với quý vị có thể coi là việc phụ. Bởi vì cái công việc mà làm truyền thông về YouTube á, nó cũng mang lại một cái góc nhìn lịch sử, một góc nhìn văn hóa, cũng như là một cái góc nhìn về xã hội của tí khi mà ra nước ngoài sinh sống, kính thưa quý vị. Và cái điều đầu tiên mà tí chia sẻ trong ngày hôm nay, ở trong cái livestream này, là một cái bình luận của một vị khán giả. Vị khán giả này tên là Hackerboy3208, bình luận cách đây 45 phút trước và có biên tập. Bình luận vào trong một cái tấm hình mà tí chia sẻ là những quốc gia đứng hàng đầu về đóng tàu trên thế giới năm 2022, với cái tiêu đề là làm gì làm né hạng tư ra dùm tôi với. Thì cái cách khán giả này bình luận á, nó không giống như là một cái khán giả bình luận mang tính cầu thị, tức là mang tính là coi như là nói cho cái người mà chủ của status hay là chủ của cái bài đăng á để giải thích, mà nói một cách nó mất giá trị của một cái bình luận, tức là người này không biết là có học hay ít học thì không biết, không đánh giá, nhưng mà cái cách bình luận á là đầy cái vẻ cay cú và nó cộng với cái sự là ít tham khảo, ít nghiên cứu, hoặc là có thể biết nhưng mà cũng thích bình luận kiểu cây cú, kính thưa quý vị. Và ở trong cái bình luận của câu này, anh ta nói là: "Ad ơi, đùa à, sao Việt Nam lại hơn Nga về mặt đóng tàu nhỉ? Hay là báo cáo láo thế Ad, mà còn nước Anh, nước Mỹ đâu? Đóng tàu cũng ghê, sao không thấy tên nhỉ?"
Thì có lẽ quý vị này chắc là không nghiên cứu sâu. Thực ra mà nói trong lĩnh vực nào ấy quý vị, thì em cũng nghiên cứu sâu trước khi đưa ra cái bài đăng. Và cái bài đăng mà quý vị đã từng thấy ở trên cái trang nhà của em á, là cái bài đăng này. Quý vị nhìn thấy trong 10 quốc gia đóng tàu theo tổ chức của UNTAC, mà tổ chức UNTAC này là cái nguồn cũng từ Hoa Kỳ luôn nha quý vị. Thì đứng đầu là Trung Quốc chiếm 46,59%, Nam Hàn chiếm 29,24% và Nhật Bản là 17,25% và Ý là 1,32%, Pháp là 1,07%. Kính thưa quý vị. Quý vị đợi em một chút. Có ai nhấn chuông ở ngoài cửa? À, không sao, nhà nhà kế bên, xin lỗi quý vị. Và ở đây chúng ta thấy có một điều đáng chú ý là Việt Nam mình, thật ra con số Việt Nam của mình là 0,79999, nhưng mà người Mỹ họ làm tròn là 0,80%, và hạng 7 là Philippines 0,71%, và hạng 8 là Đức 0,58%, và hạng 9 là Nga 0,45%, và hạng 10 là Phần Lan 0,44%. Thế thì cái tiêu chí nào để đánh giá cái này? Người ta có ghi rõ là phần trăm đóng tàu, tức là những con tàu được đóng trên toàn cầu vào năm 2022. Đây là thông tin mới nhất lấy từ UNTAC, tức là tổ chức của thế giới nha quý vị. Và ở đây người ta ghi rất rõ là nguồn đến từ US Geological Survey, khảo sát địa học, địa chính học hay địa lý học của Mỹ. Và ở đây người ta ghi rất rõ là Mineral Commodity S, tức là một tổ chức rất là uy tín của Hoa Kỳ. Thì mình không biết bằng một cách nào đó anh chàng này đã bình luận bằng cái câu này. Thì sau khi tí liệt kê ra thì thế mới thấy là anh chàng này chắc là cây cứu cái vụ mà làm gì né hạng tư ra giùm tôi với. Thì nguyên bài đăng của tí là gì quý vị? Là làm gì né hạng tư ra giùm tôi với. Bảng xếp hạng các quốc gia đóng tàu trên thế giới năm 2022, Việt Nam hạng 6. Vẫn chưa thấy người Mỹ gốc Việt ngang cộng hành đâu. Chắc có lẽ họ chê là người Mỹ ai lại đi đóng tàu, chờ mãi chả thấy hải quân tàn dư Việt Nam cộng hành về đánh Trung Quốc lấy đảo do tổ tiên sư cha họ đánh mất. Kính thưa quý vị, đó là cái status của em, chắc là cay lắm. Dạ cay lắm. Thì đây, sau đây thì em xin trình bày cho quý vị. Đây là cái trang nguồn mà của Mỹ nha, của Mỹ. Em không hề đăng cái gì mà của coi như là nói một chiều từ Việt Nam cả. Và cái trang nguồn này nó đến từ Handbook Statistics thống kê năm 2024. Đó là lý do tại sao quý vị hay gọi em là thống kê. Đó là lý do tại sao quý vị hay gọi em là tí thống kê. Bởi vì tất cả các nguồn đều được em kiểm tra rất cặn kẽ trước khi mà em đăng một cái bài đăng nào đó. Cho nên cái giá trị của bài đăng nó là giá trị nằm ở chỗ là chủ kênh đã từng đọc và đã từng tóm gọn lại và có ghi rõ là tiêu chí thống kê là gì và nguồn là gì. Thì cái tổ chức UNTAC này á quý vị, họ đưa ra cái thống kê và nó có cái file PDF để quý vị tải về luôn. Thì ở đây mình xin thưa quý vị rằng nếu mà chúng ta nói 90, chúng ta thấy là người Mỹ họ thống kê là 93% số xưởng á quý vị, số xưởng mà đóng tàu hay là công việc đóng tàu bởi cái tổng lượng số tấn, tức là bởi tổng khối lượng tấn được diễn ra ở đâu? Ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc và ở Nhật Bản năm 2022, tức là 93% khối lượng đóng tàu là nằm ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đúng chưa ạ? Và ở đây người ta ghi rất là rõ là over half of the world fleet tonnage in DWT owned by Asian company. Một nửa tải trọng của tất cả các con tàu được sở hữu bởi người người châu Á, kính thưa quý vị, bởi công ty châu Á, tức là những công ty mà thương mại, quý vị, những tải trọng tàu thương mại đến từ châu Á. Và ở đây người ta ghi rất là rõ là 2,3 tỷ tấn, kính thưa quý vị, 2,3 tỷ tấn. Quý vị đợi em chút nha, em kéo cái hình này lên để em activate nó ở cái dạng động á, để khi mà em click vô thì nó sẽ hiện ra cái phần trăm cho quý vị coi. Quý vị đợi em chút để em hiện ra cho quý vị.
Thế thì khi mà một chủ kênh họ có cái thông tin họ đưa ra có gì mình không hiểu á thì mình hỏi một cách nó đàng hoàng, chứ mình đừng có cũng như là hỏi cái nói chuyện cái kiểu như láo xược như vậy, nó tỏ ra cái sự giáo dục của mình dữ lắm cô chú anh chị ạ. Và em nói lại là trong số 2,3 tỷ GWT của thế giới có khả năng chuyên chở thì có 1 tỷ tàu được đăng ký tại Liberia, Panama và đảo Marshall nha quý vị, đảo Marshall. Cho nên là hơn một nửa trọng tải đội tàu thế giới tính bằng GWT á thì nó thuộc sở hữu của công ty châu Á. Thì Việt Nam đứng hạng 6 thì đâu có gì sai đâu quý vị. Người Mỹ họ đã liệt kê theo đúng như vậy mà quý vị. Dạ. Và ở đây quý vị khán giả nào mà hỏi cái câu mà mang tính chất thù hằn đó thì quý vị sẽ nhìn thấy là các quốc gia mà đóng tàu nổi tiếng trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì ở những điểm chính người ta đã hiện lên như thế này rồi. Thì quý vị thấy là có phải là Việt Nam, làm sao em zoom to được ta, đây để em kéo qua, rồi em kéo qua rồi, thì quý vị thấy là rõ ràng Việt Nam người ta hiện lên là gì quý vị, main segment của Việt Nam là gì, là đóng tàu, và nó là 0,799% của tổng số lượng tàu mà đóng tại Việt Nam trên toàn thế giới và xếp hạng 6. Và quý vị lưu ý là anh chàng mà hỏi câu hỏi đó chắc là anh chàng chưa có kiến thức về về tàu trên thế giới. Chắc có lẽ anh chàng nghĩ là Mỹ đứng đầu về tàu hải quân này nọ. Thì quý vị thấy là nước Mỹ hiện tại đứng đầu, xin lỗi quý vị, là một trong những top ownership của thế giới, là 2,5% của thế giới đứng 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 là tức là among thôi quý vị, tức là họ tự xếp họ vào thứ hạng, tức là chỉ chiếm 2,5% thế giới về sở hữu tàu thôi. Chỉ là cái trong danh sách này chỉ sở hữu tàu, và trong cái màn hình này họ không có đứng ở vị trí đóng tàu. Và quý vị thấy chỉ có những cái hình màu xanh này á mới là cái main segment là đóng tàu, building, tức là kỹ sư, đội ngũ kỹ sư và đội ngũ công nhân ở cái khu vực đó đóng tàu. Thì trên thế giới hiện tại chỉ có một số quốc gia đóng tàu mà nổi tiếng thôi. Ngay cả Colombia chúng ta thấy là họ đóng tàu 0,006%. Và ở đây chúng ta thấy là Bolivia, cái main segment của họ là đăng ký. Và ở đây chúng ta thấy là ví dụ như mình nhấn vào đây thì mình thấy là cũng là đăng ký. Thì bây giờ mình nhấn qua Nga. Nga họ cũng sở hữu 1,1% đội tàu trên thế giới. Và chúng ta thấy là cái main segment của Mexico là registration, để em tìm coi. Và Ấn Độ chiếm 31% cái main segment của Ấn Độ. Cái mà chủ yếu của Ấn Độ là gì? Là recycling, tức nghĩa là tái chế. Thì quý vị thấy là cái tiêu chí mà họ đặt ra trong cái hình đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là top 10 quốc gia đóng tàu trên toàn thế giới là quốc gia nào? Thì chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy là những cái nước màu xanh xanh. Ví dụ như Phần Lan, rồi Ý, rồi Anh Quốc chiếm 2,7% sở hữu tàu trên toàn thế giới. Quý vị ha. Và ở đây người ta nói là đóng tàu mà cái tiêu chí xếp hạng là đóng tàu mà khán giả đó có vẻ như là do cây cú, quý vị, cây cú có thể là khán giả đó có thể là con cháu hoặc là ngụy tàn dư ngụy thì mới bình luận kiểu như vậy. Dạ, bình luận kiểu như vậy. Và chúng ta thấy là họ bình luận là đùa à, làm sao mà đùa được, ẹt đâu có đùa. Lần sau á thì cứ nói là mày tao cho nó nghe nó thân thuộc, giống như kiểu của ngụy hay gọi tí vậy quý vị, mày mày đùa đùa à, chứ đừng có kêu ẹt ơi, trời ơi, nghe thân thiện mà nghe tôi nổi da gà luôn cô chú anh chị. Tôi đọc xong rồi tôi nghe nổi da gà luôn á. Dạ, tôi nổi da gà luôn á. Hơn Nga, bây giờ Nga không đóng tàu thì Việt Nam hơn Nga là chuyện bình thường, Nga có đóng tàu chứ sao? Ở trong cái danh sách người ta ghi rất là rõ, ở trong danh sách người ta ghi là Nga đứng hạng mấy? Nga đứng hạng thứ 9. Đúng chưa ạ? À? Nga đứng hạng thứ 9 và Singapore là hạng thứ 11, 0,28%, và Việt Nam đã lên tới hạng 6 rồi. Cách đây mấy năm trước đó quý vị, thì á Việt Nam đứng hạng 10. Cách đây mấy năm lận Việt Nam đứng hạng 10 và người ta không có cái số lượng cụ thể, và người ta xếp rằng là Việt Nam là quốc gia đóng tàu phát triển nhanh nhất thế giới lúc bây giờ, tức là đứng hạng 10. Và sau bao nhiêu năm thì vào năm mà đại dịch Covid hoành hành dữ dội nhất thế giới thì Việt Nam lại đứng hạng 6. Và hiện tại năm 2024 vẫn chưa có thống kê, bởi vì đây là một dạng công nghiệp nặng, một cái loại thể loại mà gọi là cái ngành mà gọi là công nghiệp thứ dữ của thế giới, cho nên là cái thống kê nó phải đợi sau bao nhiêu tháng kiểm định
thì nó mới đưa ra con số thống kê cuối cùng. Vậy muốn có được con số thống kê của năm 2024 thì chúng ta phải đợi tới năm 2026 thì mới có số thống kê. Mà cái con số thống kê này là đến từ thông tin của Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, chứ không phải đến từ thông tin của Việt Nam, mà cũng không phải đến từ thông tin của riêng chuyện nước Mỹ của tí. Quý vị thấy rất rõ là tổ chức UNTAC, một lần nữa chúng ta quay trở lại tổ chức UNTAC, và cái bản đồ này là cái bản đồ active, hoặc là chúng ta gọi là interactive. Cho nên là Ngụy đã té lái từ năm 75 và vào trên kênh chuyện nước Mỹ của tí cũng té lái luôn, kính thưa quý vị, té lái luôn. Cho nên là ở đây mình muốn chia sẻ để mình cho mọi người có một cái kiến thức để họ cùng nâng cao kiến thức. Cứ nghe ba cái kênh xuyên tạc không có chứng cứ gì hết, đâm ra con người mình nó bần. Đúng không chú anh chị? Quốc gia Việt Nam đã trải qua 97 năm đô hộ giặc Pháp và 97 năm đô hộ của thực dân Pháp và 21 năm đô hộ của đế quốc Mỹ, đô hộ kiểu mới của đế quốc Mỹ. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm bị đô hộ thì bây giờ chúng ta sang lên. Khi Việt Nam mình lên hạng 6, chúng ta sang lên, người chúng ta sang lên. Khi chúng ta bình luận vô, bình luận nó cũng sang nữa, bình luận cũng sang nữa. Cho nên là không biết ông tự đặt tên của ông là Hacker Boy thì có thật sự ông là hacker hay không thì tôi không rõ. Nhưng mà cái cách ông đặt câu hỏi, ông nói là báo cáo láo, thế là ông lại chửi nước Mỹ của ông là báo cáo láo. Vậy là ông chửi thẳng bố Mỹ của ông, tổ tiên sư cha, cái thằng bố Mỹ nó lại báo cáo láo với tao. Tao đã từng là ngụy dưới ách thống trị của mày, bây giờ tao cũng là ngụy, mà tổ tiên sư cha cái thằng ngụy nó làm mất Hoàng Sa, bây giờ chửi tổ tiên sư cha cái thằng bố Mỹ, đúng không? Đúng không cô chú anh chị? Mà ngộ cái này cô chú anh chị, chửi bậy chửi bạ thì Google với là YouTube nó cấm, nhưng mà em chửi tổ tiên sư cha cái thằng ngụy hay là tổ tiên sư cha cái thằng Mỹ thì nó không cấm. Nhưng mà cái này không phải em chửi nha, cái này là cái bác Hacker Boy bình luận cái chữ báo cáo láo. Mà ai báo cáo? Mỹ báo cáo. Trên màn hình quý vị thấy đây là trang web của Mỹ và Mỹ báo cáo. Dạ, Mỹ báo cáo. Cho nên là bác Hacker Boy chửi là tổ tiên sư cha, tiên sư bố cái thằng Mỹ, mày dám báo cáo láo. Chết quý vị. Bình luận vô trong kênh chuyện nước Mỹ của tí mà không khéo là bị tí bẻ, mà từ chết tới bị thương luôn quý vị. Dạ. Từ chết tới bị thương luôn quý vị. Cho nên quý vị biết là có những cái mà mình không nên nói khi mà mình chưa có đủ cái số lượng neuron trong não, kính thưa quý vị. Bác chào màu vlog, chắc là tí sẽ cho bác đi ra ngoài nha. Và chúng ta thấy là khi nào quý vị có thể cải tạo cái bộ não của mình có đủ lượng neuron cần thiết thì chúng ta vô kênh chuyện nước Mỹ của tí bình luận, thì lúc đó chúng ta thấy là cần phải học hỏi với nhau. Cho nên là quý vị thấy là những gì mà Việt Nam nỗ lực cho tới ngày hôm nay, chúng ta nên tự hào, vì ít nhất là từ năm 2022 chúng ta đã đứng hạng 6 thế giới về đóng tàu. Mặc dù số lượng tàu và số lượng tải trọng, chứ không phải là số lượng tàu nha, xin lỗi quý vị, không đếm bằng tàu và đếm số lượng tải trọng. Mặc dù số lượng tải trọng của chúng ta, tổng số tải trọng của chúng ta chỉ chiếm 0,80% trên thế giới, nhưng đó là một bước tạo khác biệt đối với chúng ta. Xét những tiêu chí khác thì có thể Việt Nam không hơn, nhưng mà xét về tiêu chí đóng tàu, cái tải trọng đóng tàu thì Việt Nam đang đứng thứ 6 trên cả Nga và trên cả cường quốc khác như Đức luôn quý vị. Thế thì chúng ta còn đợi gì nữa, chần chờ gì nữa quý vị? Cho một cái vỗ tay nào quý vị, cho một cái vỗ tay. Và kế tiếp chúng ta sẽ đi giải quyết cái bình luận của bạn Hacker Boy. Chắc là cũng là một hậu vệ ngụy á. Khi tí đăng một cái bài viết về cái việc mà tàu nhanh 5 đô, tàu chậm 10 đô, tàu suốt đêm 20 đô, thì quý vị mà có cái nickname Hacker Boy lại một lần nữa hỏi một cái câu nó rất là mang cái tính chất cây cú. Dạ, mang tính chất cây cú. Nhưng mà bạn Hacker Boy này á, thì mình không biết lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Cái câu hỏi của bạn á, nó đặt ra nhiều nghi vấn. Dạ, đặt ra nhiều nghi vấn. Nghi vấn lắm. Bởi vì những cái bình luận của tí, những cái bài đăng của tí đôi khi nó mang tính chất là chia sẻ, mà đôi khi nó cũng mang tính chất là làm cho con đĩa dãy nảy phải vôi. Thì ở đây em xin quý vị lưu ý là cái bài đăng của em nói gì? Cái bài đăng của em nói như thế này. Xin thưa quý vị, đầu tiên em đăng một tấm ảnh của cái con đường huyền thoại, đó là cái con đường Nguyễn Văn Thoại Street, tức là Nguyễn Văn Thoại. Đây là bài đăng của một người lính Mỹ
vẫn còn sống cho tới ngày hôm nay, và ông vẫn còn nhớ tới cái mùi quần chip của người con gái Việt Nam Cộng Hòa làm trong quán bar. Và trên màn ảnh quý vị, ở trên cái tên đường nè, cũng là tên là đường Nguyễn Văn Thoại, là một con đường có nhiều cô gái có quần chip hồng. Kính thưa quý vị, qua những cuộc truy hoang đối với những anh lính của Mỹ, những anh lính xâm lược của Mỹ, và ở đây thì mình không biết có mấy anh ngụy không, và ở đây chúng ta thấy là trên màn hình cái dòng chữ tiếng Anh này là chú thích trong cái nhật ký của một tên giặc Mỹ. Thì tên giặc Mỹ đó tí không có tiết lộ bằng cái đủ cái nickname thời đó, nhưng mà cái tấm hình này được chụp bởi ông Bruno Barbie. Thì cái này chắc có lẽ là quý vị cũng biết là nó phải có nguồn cụ thể thì tí mới đưa ra. Thì tất cả những cô gái trên màn hình quý vị thấy trong cái diện tích khoảng 1 mét vuông, ở đây chúng ta có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có tổng cộng là 6 cô gái làm nghề mà chúng ta không muốn nhắc đến, tức là làm nghề buôn phấn bán hoa. Và anh lính bên kia giơ cái tay chào hoặc là nói 5 đô, kính thưa quý vị, nói 5 đô. Thì ở đây, đây là một cái bài viết của Tý. Và Tý có ghi rất là rõ là như thế này: một giai đoạn đen tối mà nghìn đời không bao giờ rửa sạch được, cũng là phụ nữ hay nam giới giai đoạn đó, ta chưa bao giờ nghe miền Bắc có cụm từ làm đĩ cho Liên Xô hay Trung Quốc. Xã hội nào cũng có ung nhọt như xã hội của Việt Nam Cộng Hòa, là xã hội duy nhất mà gái gũng đĩ điếm nó như món hàng tôm cá ngoài chợ. Sâu thẳm trong tâm các cựu chiến binh Mỹ còn phản phất hưng án cái câu gái Việt thời Việt Nam Cộng Hòa chơi đã thiệt. Bây giờ nói câu đó lạng quạng, chúng đánh chết luôn nhé mấy thằng giặc. Nội chuyện này thôi cũng để chúng ta giải phóng miền Nam khỏi chế độ cực suy đồi hữu bại. Nên nhớ, hiện tại Mỹ có khoảng 2 triệu gái mại dâm theo ước tính của FBI và đứng hạng 2 thế giới sau Trung Quốc 4,5 triệu. Riêng Việt Nam, Tý ghi chữ hiện tại đây là ước tính nha quý vị, hiện tại có khoảng 86.000 gái mại dâm, vẫn thua xa thời Việt Nam Cộng Hòa ước tính lên đến 500.000 gái mại dâm vào năm 1975. Kính thưa quý vị, năm 1975. Và đó là cái thông tin mà Tý đăng lên trên bài đăng. Thì anh này bằng một cái thủ đoạn coi như là cây cứu, dạ cây cứu, anh này nói là, xin lỗi quý vị, anh này nói như thế nào ha, mình đọc ở trên màn hình thì quý vị có thấy mà. Ed ơi, thế đây đã tính số lượng em gái ở Trần Duy Hân chưa thế Ed, hay chỉ tính mấy vụ bị bắt? Thì mình không rõ là cái bạn hacker boy này sống ở Việt Nam hay ở Mỹ hay là ở đâu cũng không rõ, nhưng mà khi bạn hacker boy này nói cái câu là tính số lượng em gái Trần Duy Hân thì câu hỏi này lập tức Tý đánh giá liền luôn, Tý đánh giá liền luôn. Tức là anh này chắc chắn có thể là một người chơi gái chuyên nghiệp, và anh này thường xuyên lượn lờ ở Trần Duy Hưng, và có thể anh cũng có thể là một người chưa bao giờ đi chơi gái, và anh ta chỉ ngồi ngắm hay đứng ngắm hay nằm ngắm hay là như thế nào đó, chắc là thèm nhỏ dãi, chắc có lẽ là không đủ tiền. Và ở đây chúng ta có thể nói rằng anh ta cây cứu và nhắc tới cái chữ Trần Duy Hưng, ý muốn nhắc tới một con đường ở Hà Nội. Kính thưa quý vị, tức là anh ta nói, ý anh ta nói là Hà Nội cũng không có gì mà hơn này nọ, ý là vậy, nhưng mà anh ta không dám nói. Chắc có lẽ là anh ta cũng sống trong nước. Thì mình hướng dẫn cho quý vị là một cái chỗ như thế này. À xin lỗi quý vị, mình đưa dẫn đến một cái chuyện như thế này. Vậy thì cái câu chuyện nằm ở đây là anh ta là người rất là thèm muốn, rất là thèm muốn nhưng vẫn chưa đạt được mục đích. Nếu là một người làm ở trong ngành an ninh thì chắc chắn những con số này họ sẽ nắm. Và ở đây chúng ta có rất nhiều cơ quan báo chí đã từng đăng về những vấn đề này. Thì đầu tiên chúng ta nói gần nói xa thì chúng ta cũng phải nói tới một cái câu chuyện cách đây cũng chắc cũng khoảng mấy chục năm rồi, là ngay sau khi ban giao với Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngay sau khi ban giao với Việt Nam thì Mỹ đã có những cái bước ngoặt bằng cách là họ cho phóng viên viết về cái tình hình mại dâm, viết về cái tình hình mại dâm của Việt Nam vào lúc bấy giờ.
người ta dùng cái chữ streetwalkers. Và tại sao người ta dùng chữ back, quý vị, in business? Bởi vì xã hội của, xin lỗi quý vị, bởi vì lịch sử Mỹ rất hiểu là khi lính Mỹ đến đâu thì tình hình mại dâm sẽ đi đến đó. Và ở đây tại sao người ta dùng chữ streetwalkers back in business in Vietnam's Ho Chi Minh City? Ở đây người ta muốn nói một cái câu là như thế này. Tình hình là người đứng đường, streetwalker chúng ta dịch là người đứng đường, quay trở lại business. Ý muốn nói là cái mốc năm 1975, sau khi chúng ta giành được độc lập từ cái sự xâm lược của đế quốc Mỹ, cũng giống như là một cái chế độ tay sai ngụy quyền, thì chúng ta thấy là chính phủ mới của chúng ta, hoặc còn gọi là chính phủ lâm thời, cho đến năm 1976 thì chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất quyết liệt bài trừ cái tệ nạn ma túy và tệ nạn mại dâm. Và quý vị biết là chính phủ Việt Nam sau khi mà bài trừ thì đến năm 1995 mở cửa thì có nguồn tiền từ nước ngoài đổ về và bắt đầu có người ta rủng rỉnh. Người ta rủng rỉnh và bắt đầu cái ngành nghề này nó quay trở lại. Khi người Mỹ dùng chữ back có nghĩa là quay trở lại. Tức là sao? Tại sao lại quay trở lại? Tại vì ngày xưa nó đã có rồi. Tại vì ngày xưa nó đã có từ thời quân xâm lược Mỹ đóng quân tại miền Nam Việt Nam thì nó đã có rồi. Cho nên là tờ báo Los Angeles, kính thưa quý vị, đây em cho quý vị coi nè, thấy không? Los Angeles Times, người Mỹ viết đàng hoàng, người Mỹ viết đàng hoàng đúng không quý vị? Tại sao họ dùng cái chữ back in Vietnam, Ho Chi Minh City? Bởi vì ngày xưa ở chế độ Sài Gòn nó đã quá nhiều rồi, nhưng mà bẵng đi một thời gian do cái sự quyết liệt của chính phủ của chúng ta thì nó không có. Và khi chúng ta mở cửa thì cái hệ lụy đầu tiên của mở cửa, hệ lụy đầu tiên mở cửa là gì? Là chắc chắn sẽ có cái tệ nạn này. Và tính cho tới năm 1996 thì ở đây mình có một câu chuyện rất là dài, mình không quan tâm. Thì ở đây chúng ta thấy là ngay cả Los Angeles, tờ báo của Mỹ Los Angeles ước tính là có khoảng 70.000 trên toàn quốc với 50.000 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta thấy là cái con số này tính tới lúc đó thì có một cái người cũng làm cái nghề đó thì họ mới tâm sự là tôi đến thành phố Hồ Chí Minh 6 năm trước và cũng không muốn đưa cái tên thiệt của ra, làng của tôi nghèo và điều kiện không có thích hợp với tôi và người đó làm nghề này. Và ở đây thì chúng ta thấy là sau khi thông báo xuống hết tất cả thì họ mới nói là cái nghề này nó chỉ làm vào ban đêm và do cái sự gắt gao của chính quyền cho nên là cái con số này là con số mà chỉ là ước tính thôi. Và nó cách đó cũng vài năm, thì con số này thực tế là cách đây vài năm. Và vào lúc bấy giờ thì cái đồng tiền nó khoảng 20.000 cho tới 30.000 thì và khách nước ngoài thì cũng trả 20 đồng một giờ, còn khách Việt Nam thì 20.000 cho tới 30.000 một giờ. Cái đối với vị đó là những cái gì mà, và ngay cả người Mỹ họ cũng viết là hầu như các cuộc phỏng vấn những người con gái làm nghề đó bởi tờ Los Angeles Times, thì rõ ràng những người phụ nữ, hầu hết những người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh đều cho rằng cái nghề mại dâm là một cái nghề mà gọi là dead end job, là một nghề đường cùng ngõ cụt với ít cơ hội để coi như là tiết kiệm và thường xuyên bị quấy rối bởi những nhóm giang hồ ở cổng cán, ở đường phố. Và lúc đó chúng ta thấy là những băng đảng của khắp mọi miền đất nước từ ngoài Bắc vào Nam, kính thưa quý vị. Và đó là những cái thông tin mà từ tờ Los Angeles Times. Thì tính tới năm mà Tý ghi hiện tại, quý vị, thì rõ ràng là Tý chỉ ước tính con số 86.000 từ số liệu của nước ngoài thôi. Và cái con số 86.000 đó cũng làm cho người Việt Nam mình xếp hạng rất xa về cái khoản mại dâm và thua xa cả cái Hòn Ngọc Viễn Đông của Ngụy Sài Gòn, kính thưa quý vị. Thua xa cái vụ cái Hòn Ngọc Viễn Đông của Ngụy Sài Gòn. Và sau khi kiểm tra thông tin của Việt Nam thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy là một số thông tin, ví dụ như thông tin 18.000 gái Việt Nam ra nước ngoài hành nghề mại dâm mỗi năm. Và sau khi kiểm tra thông tin thì thông tin của chúng ta vẫn không trụ lại so với thông tin của người Ukraine.
tổng cộng người Ukraine xuất ngoại làm nghề mại dâm từ năm 91 đến 98 là 500.000 người. Wow! Bằng số tổng cộng 20 năm tụ lại của phụ nữ Việt Nam Cộng Hòa, cái phụ nữ mà bị dụ ở thời Việt Nam Cộng Hòa, quý vị, của thời mà Hòn Ngọc Viễn Đông, quý vị, dạ, Hòn Ngọc Viễn Đông. Thì sau khi mình thấy cái con số mà theo tổ chức di cư quốc tế thì có khoảng 500.000 phụ nữ Ukraine xuất ngoại để làm gái mại dâm trong khoảng thời gian từ 91 tới 98. Một con số kinh khủng, quý vị, từ năm 91 tới 98. Và quý vị thấy là so với con số này thì Việt Nam thua rất xa, thua rất xa. Và Việt Nam mãi mãi không đuổi kịp Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới về cái ngành kỹ nghệ này. Việt Nam không đuổi kịp. Và hiện tại thì mình theo dõi cái tình hình hiện tại mới nhất, thì chúng ta thấy là cái nguồn thông tin mới nhất ở đây, họ thông báo rằng là ở Việt Nam hiện tại chỉ có khoảng 10.000 gái mại dâm. Dạ, chỉ có khoảng 10.000 gái mại dâm theo đài truyền hình Việt Nam, nguồn tin chính thống của người Việt Nam. Cả nước chỉ có gần 10.000 người mại dâm biến tướng với nhiều hình thức. Đây là bài đăng vào dịp đầu năm mới 28 tháng 1 năm 2024. Thế thì để lên một cái bài post, quý vị tưởng chừng đơn giản như kênh Chuyện nước Mỹ của Tý, Tý đã phải tổng hợp rất là nhiều nguồn thông tin từ Mỹ cho tới nguồn thông tin của các quốc gia khác đến Việt Nam, và nguồn thông tin đều là chính thống. Cho nên quý vị mà đọc tin tức của Tý thì chắc chắn đây là chuyện thật. Quý vị đọc tin tức của Tý, đây là chắc chắn là chuyện thật. Và khi mình liệt kê cả nước gần 10.000 người bán dâm, như vậy là Việt Nam thua rất xa các cường quốc mại dâm trên thế giới. Và trong đó có Hoa Kỳ là một quốc gia cũng được coi là một phần hợp pháp ở một tiểu bang và hầu hết là bất hợp pháp về hành nghề mại dâm. Nhưng quý vị thấy là Mỹ cũng không kiểm soát nổi, và con số khoảng từ 1 tới 2 triệu và on and off. Có người lại làm part time, có người thì làm full time, có người làm thì bán thời gian, có người làm toàn thời gian. Và chúng ta cũng biết rằng học đại học ở Hoa Kỳ, con số nó rất là cao, cho dù có sự hỗ trợ của nhà nước đi chăng nữa. Nhưng chúng ta có được cả một cái kênh mà sinh viên bán dâm tại Hoa Kỳ, và hồ sơ bán dâm đó nó vẫn còn lưu trữ trong FBI và còn nhiều câu chuyện. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta lại không nói chuyện nhiều về vấn đề bán dâm, nhưng mà chúng ta chỉ muốn nhắc nhở cái bạn nói là Ad ơi, thế đây đã tính số lượng em gái Trần Duy Hưng chưa thế Ad, hay chỉ tính mấy vụ bị bắt? Thì ý của bạn này muốn dìm Việt Nam xuống, muốn nói rằng Việt Nam làm gì có Việt Nam thì có tốt hơn ai đâu mà bày đặt tí, bày đặt đăng bài, đúng không ạ? Xin thưa quý vị, đúng, Việt Nam có thể không tốt bằng ai, nhưng Việt Nam mãi mãi không đuổi kịp các cường quốc mại dâm, và chúng ta cũng không đuổi kịp cái cường quốc mại dâm mà chúng ta biết được, đó là cường quốc Ukraine. Và ở đây chúng ta thấy là cường quốc Ukraine, cái con số cũng cùng số năm đó, chúng ta thấy là Việt Nam thì năm 91 chứ tính 98 thì làm gì có cửa xuất ngoại. Xuất ngoại thì ngoài ra những cái cụ nào đi vượt biên vào giai đoạn đó thì mới được xuất ngoại, mà các cụ đi vượt biên giai đoạn đó mà tự làm gái mại dâm thì làm sao mà chính phủ chúng tôi kiểm soát được, đúng không quý vị? Khi ra khỏi bờ cõi làm sao kiểm soát được? Nhưng mà cái tỷ lệ mà 500 người mà đi ra nước ngoài mà làm gái mại dâm Ukraine được ghi vào sổ bộ của thế giới luôn quý vị ạ. À. Được ghi vào sổ bộ của thế giới luôn, cho nên là em đưa ra bằng chứng như thế này thì thuyết phục không ạ? À. Cho nên quý vị ạ, à, bác hacker boy ạ, à, bác nên lắp nhiều neuron não vào trong bộ não của mình, và bác ráng học cái origami á, nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản á, bác gấp cái bộ não mình cho nó có nhiều nếp nhăn lên, xong rồi vào kênh Chuyện nước Mỹ của Tý hẳn bình luận. Bởi vì những bình luận của bác á, nó phải trí tuệ, nó phải làm Tý thuyết phục, và Tý rất lịch sự, nãy giờ Tý rất lịch sự luôn, Tý không hề mắng bác, nhưng mà ít nhất Tý cũng góp ý cho bác là như thế này. Mình á, là người Việt Nam, cho nên khi mà mình nói cái gì ra thì ít nhất là mình cũng phải nghiên cứu kỹ một chút xíu về phía Việt Nam mình, để mà mình nói cái gì á nó mang tính chất, thứ nhất á là nói đúng về Việt Nam, thứ hai á là chúng ta phải bảo vệ Việt Nam bằng cái thông tin đúng và cái thông tin sự thật. Nước mình có gì xấu thì em góp ý, nước mình có gì không tốt thì em góp ý, nhưng nước mình có cái gì tốt thì em hoan nghênh.
Nhưng mà quý vị thấy là tình trạng hiện tại nước Việt Nam có gì xấu? Thì em góp ý, đúng ạ. Nhưng mà cái chuyện là cái kênh của em nó lại tên là Chuyện Nước Mỹ Của Tí. Cho nên cho dù em làm gì đi chăng nữa, ha, em làm gì đi chăng nữa, thì em cũng quyết tâm là phải đi đến cùng. Cho nên quý vị đặt cho em là Tí thống kê hoàn toàn chính xác. Bởi vì cái tốc độ mà đọc con số thống kê bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn lẫn tiếng Nhật của em rất là nhanh cô chú anh chị. Rất là nhanh của chú anh chị. Cho nên là khi em đưa ra một status, quý vị phải rất là đánh giá cao cái tinh thần mà gọi là làm việc cực lực. Quý vị làm việc kiếm tiền ban ngày, ban đêm phải trông đèn đọc sách. Thấy không? Trông đèn đọc sách. Cô chú anh chị nói chứ, trời ơi, mày sống ở xứ tư bản mà mày nói trông đèn đọc sách mà cứ như là xứ nghèo. Đấy quý vị ạ. Em tiết kiệm tối đa để giữ số tiền đó để mà còn đem về Việt Nam để sống sót chứ. Chứ mà bên Mỹ mà em sống một cuộc sống nhung lụa như các cụ á, như các cụ ở trong ấp chiến lược á, sống trong nhung lụa đến nỗi mà từ năm 1975 tới giờ mà hỏi các cụ là có đi gái bao giờ chưa, các cụ chắc bảo rằng tiền đâu ăn mà đi gái, đúng không quý vị? Bây giờ em đưa ra một cái bằng chứng nữa cho cô chú anh chị thuyết phục nè. Nói giàu gì thì gì á, có những trang thông tin á thì mọi người nói là có khi tin nó không đúng. Nhưng mà cái tin này người Mỹ đưa ra theo nguồn thông tin của FBI thì chắc chắn là đặt chắc là đúng rồi. Bởi vì theo tổ chức mà HIV thế giới thì đâu có mà thoát được quý vị. Thì quý vị thấy là theo tổ chức HIV thế giới thì ở Mỹ á, cứ 31 người trên 10.000 người thì làm gái mại dâm. Ở đây em so với Mỹ trước nha. Cứ 10.000 người thì có 31 người làm gái mại dâm. Trong khi ở Việt Nam tính tới cái thời điểm 2019 nha, còn số cập nhật hiện tại thì thấp rất nhiều bởi vì sự chiến đấu quyết liệt của các chiến sĩ giải phóng, à không, xin lỗi quý vị, các chiến sĩ công an, nhân dân của chúng ta, thì ngày nay Việt Nam đã sụt xuống rất nhiều rồi. Còn đây là con số 2019 là chỉ 10.000 người thì mới có 7 người làm mại dâm. Nhờ quý vị, 10.000 người mới có 7 người làm mại dâm. Thì bác hacker boy ơi, mình ráng kiếm tiền nhiều lên. Mình ráng kiếm tiền nhiều lên. Mình ráng kiếm tiền nhiều lên để mình được đến Trần Duy Hưng để mình nếm mấy em gái sinh tư. Nhưng mà nhớ nha, nhớ mặc áo mưa nha, chứ không mặc áo mưa là bị liệt kê vô cái tổ chức HIV AIDS SIDA đó nha bác nha. Rồi, mình mới thắc mắc một điều là tại sao ở đây mà Mỹ là một quốc gia giàu có, ai cũng có tiền để ăn, mà 10.000 người lại có 31 người làm gái mại dâm. Mà trong khi đó mấy cụ mà chống cộng, mấy cụ chống cộng á ở bên Mỹ bao nhiêu năm làm kiếm bao nhiêu tiền, lúc nào cũng khoe là Việt kiều giàu, cuộc sống sung sướng, tại sao không dùng tiền đó để đi gái Mỹ mà lại để dành tiền biết bao nhiêu rồi xin nghỉ một tháng để về Việt Nam đi gái? Mà là đi gái đâu có nổi đâu. Quý vị lưu ý nha, khi mà chúng ta, ở đây em nói mang tính chất khoa học nha, chứ mà không phải mang tính chất chỉ trích nha. Ở đây chúng ta thấy là người nam với người nữ á, họ khác nhau ở chỗ nào. Người nữ á, không có tình dục thì có thể sẽ bị ung thư, cái khả năng bị ung thư cao. Nhưng mà người nữ á, không có chồng hay là không có người yêu, họ vẫn sống lâu. Độ tuổi trung bình của một người phụ nữ không có tình dục thì họ có thể sống tới gần 100 tuổi nha, trung bình những người mà không có tình dục á. Còn nam giới không có tình dục, độ tuổi trung bình hiện tại rất thấp trên toàn thế giới, nam giới không có tình dục thì sống tới khoảng 62 tuổi thôi. 62 tuổi thôi nha quý vị. Còn á, một cái người mà có tình dục đều đặn thì mỗi ngày được nâng cấp lên mà không cần phải dùng thuốc, dùng men gì cả. Đấy là em nói là những người, đây là khoa học nha, chứ không có chỉ trích ai nha, khoa học thôi. Còn những vị nào mà sống ở bên nước ngoài nhiều, tiền không có mà ăn thì lấy đâu mà có cái nhu cầu đi gái. Kính thưa quý vị. Mà trong khi ở Mỹ tỷ lệ mà gái mại dâm trên 10.000 người cao hơn Việt Nam mà rất nhiều. 31.000, xin lỗi quý vị, 31 trên 10.000, còn Việt Nam chỉ có 7 trên 10.000 mà thôi. Vậy tại sao quý vị Việt kiều mà nam
lẫn nữ, mình nữ thì mình không biết, nữ thì mình không rành lắm, tại vì mình không phải là con gái. Tại sao không sử dụng tiền quý vị khoe quý vị giàu mà không đi gái Mỹ? Em chỉ hỏi một câu là Mỹ nhiều điều kiện hơn, gần gũi hơn, không cần phải bay về Việt Nam. Bay về Việt Nam rồi còn bị sai múi giờ, còn bị lệch múi giờ nữa. Mà nếu nhịn, nếu mà người nam đó quý vị, theo khoa học mà nói, người nam mà không có tình dục thường xuyên thì họ dễ bị ung thư tuyến tiền liệt. Hôm nay có chen vào khoa học về sinh học, về quý vị đừng có coi em là tí bác sĩ nha, hay là tí y khoa nha. Hay là tí y khoa nha. Quý vị đừng có chen vô nha. Chen vô nha. Và ở cái lứa tuổi nào? Ở lứa tuổi từ 30 tới 40 vào 3 ra 7 có được hay không? Được. Nhưng ở lứa tuổi 40 cho tới 50 thì mỗi tuần khoảng chừng 2 đến 3 lần. Ở tuổi 50 tới 60 thì mỗi tuần một lần nếu ai mạnh, hoặc là mỗi 10 ngày một lần. Tuổi 60 tới 70. Dạ, tuổi 60 tới 70 thì khoảng từ một lần một tháng cho tới hai lần một tháng, tùy người mạnh, tùy người yếu. Hả quý vị? Và chúng ta lưu ý là khi chúng ta nói về cái điều này thì từ 80 tới 90 thì quý vị có thể 2 tháng thì quan hệ tình dục một lần nếu vẫn còn mạnh. Có người thì 3 tháng mới quan hệ một lần. Vậy thì liệu các cụ ở bên Mỹ có được như vậy không? Có được như thanh niên hay là lão niên của Việt Nam được cái mức quan hệ tình dục mà nó đều đặn như vậy không? Kính thưa cô chú anh chị, em nói em phải chuyên sâu, em nói em phải chuyên sâu như vậy thì mọi người mới hiểu được. Mọi người mới hiểu được. Chứ em chưa bao giờ nói chuyện này thì mọi người nói là trời ơi, cái kênh mà nói chuyện chính trị mà nói chuyện tình dục không có đâu. Chính trị nó liên quan tới tình dục dữ lắm. Cô chú anh chị không thấy là ông Donald Trump hiện tại đang bị kiện cũng liên quan tới tình dục sao? Đúng không ạ? Hôm nay em nói chuyện về tình dục, em là thầy dạy tình dục, em là trùm mà. Nghĩ sao một thằng mà có tới 25 bạn gái mà làm sao không rành mấy cái chuyện này được? 25 người bạn gái trong cuộc đời, đã trải qua trong cuộc đời một con người dày dạn sương gió, nắm vững tình hình, tần suất. Mình đã nói trên kênh của mình rồi, cụ ơi, cụ mà nhắc tới cụ Hồ thì cụ chỉ có đi đon thôi nha. Quý vị, luật ở trên kênh Chuyện Nước Mỹ của Tý là không được đụng chạm tới Bác Hồ nha, không được đụng chạm tới Bác Hồ. Chúng tôi tôn trọng chính khách của toàn quốc gia trên thế giới. Chúng tôi tôn trọng toàn chính khách quốc gia thế giới. Chúng ta sống ở hiện tại và cụ Hồ là những người mà giống như là tiên sư cha của chúng ta. Cho nên là chúng ta không nên chửi tiên sư cha của chúng ta. Cho nên là cụ Hồ nó cao hơn cả tiên sư cha của chúng ta một bậc nữa quý vị. Cho nên là chúng ta không nên nói như vậy ha. Và quý vị lưu ý là ở đây chúng ta nói về cái vấn đề này để chúng ta hiểu được rằng các cụ cay cú, các cụ không khí tồn tại não, các cụ từ lâu không làm việc, súng đạn mỏi mòn, các cụ thậm chí để dành được cái tiền rồi mà về Việt Nam có một tháng à, về Việt Nam có một tháng à, thì súng đạn làm sao chịu nổi. Bây giờ em nói tới từng lứa tuổi, nói tới khoa học phải nói tới từng lứa tuổi là như thế này. Thường thì lứa tuổi của các cụ mà cây cứu Việt Nam á, thì nó khoảng độ 6-70, mà có để dành tiền về Việt Nam thì chỉ có dùng tay thôi quý vị ạ. Dùng tay hoặc là dùng miệng thôi. Mà phải tiền nhiều thì được mấy em đẹp đẹp, phơi phới, thơm thơm, nồng nồng, hồng hồng, khiên khít. Còn phải mà được mà ít tiền á, mà gọi các cụ mà ít tiền á, thì quý vị ạ, nói thật với quý vị là nếu mà cả ít tiền á, thì về thì chắc cũng gặp cỡ mà nó mấp mô, nó nhấp nhô và nó chảy chảy, là nó hơi dài dài. Thế đấy ạ. Dạ. Thế thì cũng sờ sờ chạm chạm để cho nhớ những cái tháng ngày mà đã xa quê hương tổ quốc. Cay đắng lắm quý vị. Cay đắng lắm. Cho nên á, vô kênh Chuyện Nước Mỹ của Tý, đừng khoan chửi Đổng.
Mình phải coi coi mình học hỏi được ở tí cái điều gì. Nhìn sâu hiểu rộng. Quý vị thấy các cô gái thường thường nói cái điều gì nè? Trong đôi mắt em, anh là tất cả. Nhìn vào trong đôi mắt em, anh thấy sâu trong đó là một bể rộng, ẩn chứa rất nhiều điều. Nhìn mũi đoán được gì? Nhìn miệng của em đoán được gì? Nhìn mặt làm sao thì ngao nó như thế? Ông cha mình dạy rồi. Ông cha mình dạy rồi. Cho nên là quý vị thấy là làm sao mà chúng ta đừng để khí tồn tại não. Và chúng ta về nước, chúng ta phải có cái tâm với đất nước. Chứ không phải về nước là chúng ta mang tiếng là về nước chúng ta là nào là những chiến sĩ chống cộng trên không gian mạng. Nào là chúng ta chống cộng, chúng ta đòi dân chủ, nhân quyền, xong rồi tụ trung lại. Đây là sự báo cáo của an ninh và báo cáo của mấy anh hải quan. Ha, là hầu như mấy bạn nam, mấy cụ nam giới đi về Việt Nam là đều có quan hệ với gái gú. Thế mới chết quý vị. Một quốc gia tính tới 2019 có 7 gái mại dâm trên 10.000 người, trong khi ở Mỹ 31 gái mại dâm trên 10.000 người mà không chơi. Ở gần không chơi mà ở xa lại chơi. Kỳ vậy ta. Hay là các vị vẫn còn thương nhớ Việt Nam, thương cô gái mặc áo dài, hình bóng hấp dẫn, hình bóng Việt Nam mãi còn trong tim tôi, có không quý vị? Không có. Chỉ là một cái hỷ nộ ái ố dục lạc cá nhân mà thôi quý vị. Chỉ là hỷ nộ ái ố dục lạc cá nhân mà thôi. Cho nên đã đụng tới diễn thật Lê Văn Tý, không, Lê Văn Tý mà bình luận cái câu là ẹt ơi, thế ở đây đã tính số lượng em gái ở Trần Duy Hưng chưa thấy ẹt, hay chỉ tính mấy vụ bị bắt? Mình làm đàn ông ở trên cõi đời này, đầu đội trời, chân đạp đất, thì mình làm ơn làm phước, mình sống cho nó chỉnh chu, mình đi làm cho nó giỏi, mình có nhiều tiền, rồi á mình cưới vợ để mình chung thủy với người vợ với mình. Ông bà mình nói thế nào quý vị? Nhà nước mình cũng nói là một chồng một vợ không sợ sida. Thấy không? Một chồng một vợ không sợ sida. Hey, các bác cứ nhắm vào Trần Duy Hưng, các bác cứ nhắm vào phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài làm cái này làm cái kia, mà các bác có biết là có khi họ là nạn nhân của nạn buôn người đâu. Đúng không quý vị? Muốn nói tôi cho thông số luôn. Nói là cho tôi cho thông số liền luôn. Ở đây quý vị thấy là 12 trong số 12.000 người bị bắt ở nước ngoài bị bắt thì nó đến từ nhiều nước, mà trong đó Việt Nam là có 2.196 trường hợp, là vào khoảng năm 2011 lúc mà quốc gia đang phát triển á. Thì ở đây tôi cho cái thông số cụ thể ra cho quý vị thấy. Công thu cụ thể. Chúng tôi đâu có bao giờ mà chúng tôi giấu giếm đâu, chúng tôi đâu có nói là Việt Nam là thánh thiện đâu. Xã hội, đã gọi là xã hội là phải có điều sống, điều tốt. À, điều xấu, điều tốt. Xã hội là phải như vậy, nó phải có điều xấu, điều tốt. Nhưng mà đừng có để người ta nói thẳng ruột ngựa ra, đâm ra mình quê. Đừng có để cho người ta nói thẳng ruột ngựa, đâm ra mình quê. Đúng không cô chú anh chị? Cho nên á, khi bình luận cái gì vào, thì chúng ta nên lắp đủ neuron thần kinh. Và khi cái tay của chúng ta bấm, bấm cái chữ á, thì làm ơn bấm làm mà đắn đo suy nghĩ. Khi người ta nói á, khi bạn nói điều gì thì uốn lưỡi 7 lần mới nói. Nhưng mà khi bạn bấm chữ á, bạn phải uốn cái ngón tay của bạn phải 70 lần rồi bạn hãy bấm cái chữ. Chứ đừng có để là trời đất ơi, chủ kênh là một người đi quá nhiều ở trên cái đất Mỹ rồi. Bây giờ tôi dám nói với quý vị là tôi đi quá nhiều rồi, tôi đi muốn lũng cái nước Mỹ luôn rồi. Tôi thấy quá trời quá đất rồi. Tôi dòm quá trời, bây giờ trên máy của tôi mà nhiều video clip đến nỗi mà tôi không có up đủ luôn cô chú anh chị. Tôi không có thời gian tôi up luôn. Không có thời gian, bây giờ làm quá trời làm mà đi khắp nơi đi mà đến nỗi mà bay mà tôi như coi như là bây giờ bay mà đến nỗi mà quý vị có biết là có những chuyến bay á, lặp lại á, mà gặp lại một tiếp viên hàng không á, nó không đơn giản quý vị. Mà tôi đã từng lặp lại và gặp một tiếp viên hàng không đó tới 3 lần lận. Quý vị biết tôi bay chéo đi chéo lại, nó đến nỗi mà tôi gặp tới 3 lần.
Thì quý vị thấy là tôi bay kinh khủng cỡ nào. Mà nhiều quý vị còn nói chứ, ủa thằng Tý nó đi về Việt Nam có 2-3 bữa à ta? Trong khi Việt Kiều á, mà đi về Việt Nam á, là phải thu xếp cả mấy tuần rồi đi về Việt Nam, rồi cũng phải như thế nào đi ăn chơi. Trời đôi cơi, bây giờ cái công việc của mình nó chỉ có như vậy thôi, về Việt Nam 2-3 bữa là về Việt Nam 2-3 bữa thôi, rồi còn phải đi làm chứ. Em đâu có phải độ tuổi ăn chơi đâu quý vị. Dạ. Cho nên cô chú anh chị thấy sao? Mình á, mạnh mẽ lên, mình làm nam nhi đại trượng phu. Cái nghề mại dâm là cái nghề mà người ta đã, người Mỹ người ta nói là gì? Bước đường cùng. Đây, thông tin của Mỹ đây. Thông tin của Mỹ đây. Thông tin của Mỹ. Thông tin của Mỹ mà đi qua Việt Nam phỏng vấn đây. Đâu rồi, đâu rồi, để em kiếm coi. Của tờ Los Angeles Times. Quý vị ơi, Mỹ nó quan tâm. Mỹ nó quan tâm đến Việt Nam lắm. Dễ gì nó không quan tâm đến Việt Nam. Nó quan tâm, quý vị thấy không? Nó quan tâm chuyện gì, nó không quan tâm. Nó quan tâm chuyện là gái mại dâm ở Việt Nam có quay trở lại chưa. Đó, quý vị thấy không không? Đây. Nào quý vị, đoạn này nè. Đoạn này là Mỹ vạch trần cái xấu xa của Việt Nam Cộng Hòa nè. Đem phóng to cho quý vị chụp làm tư liệu nè. Đoạn này Mỹ tố cáo Việt Nam Cộng Hòa nè. Nhà thổ nở rộ ở thời Việt Nam Cộng Hòa trong suốt chiến tranh Việt Nam, nhưng những người cộng sản chiến thắng đã kiên quyết thu lượm từng cô gái Việt Nam Cộng Hòa mại dâm để vào trại coi như là phục hồi nhân phẩm vào năm 1975. Và ở đây nó lại quay trở lại công việc, tuy rằng ngày nay nó ít đi và không còn mấy ai quan tâm tới cái nghề này nữa. Quý vị thấy chưa? Tức là cái bài viết này đăng vào năm 1996. Yeah. Đây nào quý vị, đây nè. Cái bài viết này đăng năm 1996 đúng chưa? 1996 đúng chưa quý vị? Được chưa? Quý vị thấy bài viết của cô Kathy Willem năm 1996 chưa? Bởi vì em thích Mỹ lắm. Những cái anh mà phục vụ cho chế độ cũ mà còn mê cái chế độ cũ á. Dạ. Mà em thấy ngộ cái là Mỹ ngộ giấu cái là giấu một cái là coi như là Mỹ nó khai ra hết rồi. Mỹ nó khai ra hết. Và quý vị thấy là em đọc lại một lần nữa nha. Nhà thổ nở rộ thời miền Nam Việt Nam suốt chiến tranh Việt Nam. Nở rộ. Quý vị nào học tiếng Mỹ á, học cái chữ flourish, có phải là nở rộ không? Đây là cái từ nguyên gốc của động từ to flourish, là nở rộ. Đến nỗi mà người Mỹ dùng chữ nở rộ, nhà thổ nở rộ. Mà quý vị lưu ý nha, em không có sống dưới thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà em biết, bởi vì em đọc được hồ sơ chính sách của Việt Nam Cộng Hòa bằng hồ sơ của CIA. Người ta ghi rất rõ trong hồ sơ của CIA ghi rằng thời Việt Nam Cộng Hòa mại dâm bị cấm đoán rất chặt chẽ, nhưng chính quyền Sài Gòn, tức là ngụy quyền Sài Gòn á, đã nhắm mắt mở tạo điều kiện cho lính Mỹ. Rõ ràng nha. Và chương trình ngày hôm nay em không đưa cái bài đó vào, bởi vì em sẽ chừa một chương trình khác để nói về điều đó chuyên sâu. Cô chú anh chị đăng ký dùm em. Cô chú anh chị nhấn nút đăng ký làm fan ruột của em. Rồi mai mốt em tạo cái livestream mà nó có cái chỉ do cho fan ruột thôi. Tại vì cái mấy cái bài đó nó mang cái tính chất nó hơi ấy. Dạ, nó hơi ấy mà em không mô tả được. Nó không có đại chúng lắm. Nó không đại chúng, cho nên là quý vị đăng ký dùm em. Quý vị đăng ký dùm em để em đưa ra cái bằng chứng đó của CIA đàng hoàng nha quý vị. Thế thì không có cái gì mà thời Việt Nam Cộng Hòa mà CIA giấu được. À, xin lỗi quý vị, giấu được CIA. Cho nên là quý vị làm ơn làm phước, mình hãy bỏ tất cả đi. Mình hỏi bỏ tất cả đi, bỏ tất cả, bỏ những cái gì xưa cũ đi. Mình càng nói, mình càng quốc hận, thì Tý lại đem ra những cái bằng chứng nó quá bẻ bàng của một cái chế độ, nên chấm dứt đi. Nên chấm dứt đi. Kính thưa quý vị, nên chấm dứt đi.
Nếu quý vị thấy là phe cộng sản đã nhóm những người chiến thắng, đã nhóm những người người gái mại dâm dưới thời Việt Nam Cộng Hòa vào trại phục hồi nhân phẩm năm 1975. Thế thì mấy anh cộng sản làm như vậy là như thế nào? Mấy anh cộng sản chiến thắng xong rồi, mấy anh cộng sản phải dọn dẹp toàn bộ cái tàn dư của chế độ cũ, từ nghiện ngập, thất nghiệp cho đến mại dâm. Mà cái tờ Los Angeles Times này nó quan tâm tới vấn đề ngoại dâm, mại dâm của Việt Nam mình. Nó nói là sắp tương lai Mỹ sắp vô rồi, nếu mà phát triển lên nữa thì như thế nào? Không đâu quý vị. Khi mà nó đưa lên báo như thế này, tức là sao quý vị? Nó luôn luôn có người cài cắm trong đất nước Việt Nam để viết về tình hình Việt Nam, để nó hơn Việt Nam ở chỗ nào? Để coi coi là những cái người lãnh đạo, để những người mà lãnh đạo nó như thế nào. Đó quý vị. Cho nên là quý vị lưu ý, để như lãnh đạo cộng sản họ chiến thắng thì họ làm như thế nào. Cho nên là quý vị thấy là những cái ghi nhận này của người Mỹ, mà mình không biết là tại sao các cụ ở bên Mỹ lại không đọc được những cái thông tin này của chú anh chị. Trả lời giùm em cái, của chú anh chị, của chú anh chị, trả lời giùm em cái. Dạ, trả lời giùm em cái. Trả nợ Việt Nam Cộng Hòa là mãi tới sau này, chứ không phải năm 975. 975 chưa có tiền lấy gì trả, mãi tới sau này mới trả nợ Việt Nam Cộng Hòa. Cái chuyện đó thì ai cũng biết hết, chuyện đó thì ai cũng biết hết. Vậy, cộng sản bận quá, cộng sản bận rộn quá quý vị. Ai tạo đống rác đó rồi bỏ đống rác đó đi? Tại sao quý vị lại nuôi dưỡng một chế độ mà có tới 500.000 gái mại dâm? Sao quý vị không rước 500.000 gái mại dâm đó đi theo quý vị qua bên Mỹ luôn, cho họ hành nghề bên Mỹ để họ có tiền đô? Tôi chỉ hỏi mỗi câu đó thôi, rất nhân văn. Khi còn chiến tranh, quý vị coi họ là những món hàng, có đúng không ạ? Quý vị coi họ là những món hàng một đổi một với quân xâm lược. Và quý vị coi những món hàng đó một đổi một đối với những điều kiện gạo đồ này nọ. Rồi khi chiến tranh chấm dứt và đất nước thống nhất, thì quý vị lại không rước 500.000 người phụ nữ này đã từng được quý vị coi là món hàng sang bên đó, sang bên đó để họ hành nghề, để họ kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không quý vị? Và ở đây á, cộng sản chưa bao giờ tuyên bố chiến thắng, vậy mà bố Mỹ lại nói là phe cộng sản chiến thắng. Nếu mà có một cái người chiến thắng vậy tức là ai thua quý vị? Mình không biết, ở đây mình không dám nói, nhưng mà người Mỹ sử dụng là những người cộng sản chiến thắng, mình không biết ai thua. Ai thua thì tự nhận thôi, chứ còn người Mỹ cho rằng là cộng sản chiến thắng, chứ cộng sản cũng chưa bao giờ họ coi họ là người chiến thắng cả. Cho nên đó quý vị, để mà bình luận một cái gì đó nó đòi hỏi cái sự tư duy rất nhiều, tư duy rất nhiều, và một cái sự biện chứng nó kinh khủng lắm. Quý vị chưa bao giờ đọc hết nguyên cái bộ sách Chủ nghĩa Mác Lênin thì quý vị có bình luận kiểu gì đi chăng nữa, nó sẽ thấy được cái tầm tư duy biện chứng của quý vị nó ở cỡ nào, cỡ nào. Cho nên cô chú anh chị thấy là đừng bao giờ bình luận vào một cái kênh giống như Tí, nó sẽ thể hiện cái trình độ của quý vị. Đây giống như bác này nè, thể hiện trình độ của quý vị. Bác cây cú gì người Việt Nam mà bác kêu là đã tính số lượng em gái Trần Duy Hưng chưa? Tôi tính luôn rồi, năm 2024 cũng chỉ có 10.000 người thôi. Thấy không? Năm 2024 chỉ có 10.000 người thôi. Mấy vụ bị bắt bao nhiêu? Bị bắt vài chục, vài trăm, bị bắt bao nhiêu? Tôi nói các vị nghe, các vị làm cái nghề đó các vị lén lút, đúng không ạ? Các cô gái làm nghề đó các cô gái lén lút, nhưng mà các cô gái đó họ biết sợ, họ trốn, họ lách, họ làm dưới nhiều hình thức biến tướng họ kiếm tiền, nhưng mà cái đó là cái sự lựa chọn của họ, chứ đâu phải là xã hội bắt họ làm đâu, đâu phải chính quyền bắt họ làm đâu. Tại sao một xứ Mỹ giàu có như vậy, Mỹ giàu nha, người nào nói Mỹ nghèo là trật lất á, tại sao một cái xứ mà giàu có như Mỹ như vậy
32, 31 người trên 10.000 người mà vẫn có người làm cái nghề này, hành nghề này. Quý vị phải tự đặt câu hỏi lấy chứ. Và tôi đề nghị quý vị nào vẫn còn chống cộng, vẫn còn chống quê hương tổ quốc thì đừng có về Việt Nam đi gái. Em chỉ muốn khuyên một điều vậy. Quý vị khen Mỹ, quý vị tân bốc Mỹ, quý vị thương Mỹ, quý vị nói Mỹ là số 1, thì quý vị hãy dùng tiền đô quý vị làm ra ở bên Mỹ để mà thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của quý vị bằng người Mỹ, quốc tịch Mỹ. Nó mới chuẩn, nó mới là người toàn tòng, toàn tâm, toàn ý với đệ nhất Hoa Kỳ của quý vị. Còn quý vị một mặt thì chửi Việt Nam thậm tệ không coi ra gì hết, rồi quý vị gom tiền về nước để đi gái, để cho gái. Rồi quý vị không có, thí dụ như quý vị không yêu được người ta, hay là người ta không đáp lại tình cảm quý vị, thì quý vị nói là con gái Việt Nam bây giờ thế này, con gái Việt Nam bây giờ như thế kia. Người ta nói như thế nào? Trên đời có mấy cái chữ ngu lận, nhưng mà cái chữ ngu lớn nhất là gì? Lấy tiền cho gái có đòi được không? Cho nên mình khuyên mấy anh Việt Kiều rộng lượng lên một chút. Mình làm ra tiền đô mà, tiền nhiều mà, mình sống ở xứ tư bản mà, mình về Việt Nam mình lỡ cho gái mà gái nó không yêu mình thì mình cũng hoan hỷ. Dù sao mình cũng là đấng trượng phu, đấng mày râu, mà chẳng lẽ các vị hở chút là các vị chửi phụ nữ Việt Nam? Các vị kỳ lắm. Các vị hay lấy một sự vật hiện tượng xong rồi các vị bao trùm luôn cho cả quốc gia. Mà trong khi Việt Nam làm sao đuổi kịp với cái trình độ mại dâm của Hoa Kỳ và cái trình độ mại dâm của các cường quốc mại dâm thế giới. Đúng không quý vị? Quý vị thấy khúc này em nói đúng, cho em một cái số 1 to tướng luôn quý vị. Dạ, to tướng luôn quý vị. À, nên bác Sống Vui nói đúng nè. Không có tiền trả tiền nhà thì lấy đâu tiền để mà đi gái Mỹ. Một câu nói quá đúng, quá tuyệt vời, quá hay. Ngay cả ông nội Anh Quốc nè, thấy không? Ngay cả ông nội Anh Quốc mà mình còn không địch lại. Ông nội Anh Quốc này á, là ổng có 11 người làm cái nghề, là hành cái nghề này trên 10.000 người. Ông nội Ý cũng hơn mình, 10 người trên, để mình kiếm cái anh bạn có cái số lượng tương đương với mình là anh bạn Ukraine. Anh bạn Ukraine đâu rồi nhỉ? Đây nè, anh bạn Ukraine là 86.600, mà cái tỷ lệ của anh bạn này là 18 người trên 10.000 người, gấp đôi mà 2,2 lần Việt Nam luôn quý vị. Cho nên cô chú anh chị thấy là cái điều đó là gì quý vị? Điều đó là gì? Vô địch. Quá vô địch luôn chứ gì nữa. Chúng ta còn nhiều cường quốc thế giới nữa. Chúng ta còn cường quốc Philippines nè. Để mình xem qua cường quốc Philippines coi. Thái Lan thì nó cũng tùy khu, nhưng mà Thái Lan thì 20 trên 10.000. Để mình xem cái cường quốc Philippines coi. Cường quốc Philippines tới 15 trên 10.000. Đấy, quý vị. Có một số cường quốc chúng ta địch không lại quý vị. Sao chúng ta địch Đông Nam Á chúng ta địch không lại. Để em xem các cường quốc khác coi. Cường quốc mại dâm, một cái chủ đề mà em ít có nghe ai nói đến. Và hôm nay em mới tìm ra các cường quốc đó. Singapore thì nó giấu rồi, nó giấu nhẹm rồi, nó không có nói. Nhật Bản cũng không có tỷ lệ luôn. Nhật Bản nó cũng giấu luôn rồi. Hai quốc gia đó nó giấu rồi. Nó giấu, ngộ, hai quốc gia đó giấu, nó có đó. Nhưng mà em sẽ tìm cái công tác chuyên sâu hơn bằng các hồ sơ khác. Đài Loan mới kinh nè. Đài Loan mà 43 người trên 10.000 người. Kinh thiệt chứ nhỉ? Đài Loan mãi tới ngày nay mà vẫn còn cái hiện tượng này. 43 người. Và Đức cũng kinh nữa nè. Đức tới 37 người trên 10.000 người. Mà Rumani cũng kinh nè. 80 người trên 10.000 người. Hồi nãy có bác hỏi Pháp bao nhiêu. Pháp ngày nay là thống kê là khoảng 24 trên 10.000 người bác ạ. Pháp ngày nay là 24 trên 10.000 người. Gấp quá trời gấp luôn đó chứ gì. Gấp quá trời gấp luôn, gấp nhiều lần đó chứ.
Hàn Quốc hả? Ok, Hàn Quốc để mình thống kê xem quý vị. Hàn Quốc thì Bắc Hàn thì nó nhỉnh hơn mình 3 người, 10 người trên 10.000 người. Còn Hàn Quốc thì để em coi coi Hàn Quốc kiếm đâu ra ta. Hàn Quốc nó giấu luôn bác ơi. Hàn Quốc là chắc là em phải dùng công cụ kiếm chuyên sâu rồi. Hàn Quốc nó giấu luôn. Ba quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore nó giấu luôn. Thái Lan hơn 25. Thái Lan hơn 25. Trung Quốc thì nhiều, Trung Quốc thì hiện tại đứng nhất, Trung Quốc với Mỹ đang cạnh tranh là hai cường quốc. Trung Quốc hiện tại với Mỹ là xấp xỉ nhau, bởi vì cái tỷ lệ Trung Quốc là tổng số là lên tới khoảng chừng 4 triệu rưỡi, nhưng mà cái tỷ lệ trên 10.000 dân của Trung Quốc thì nó cũng xấp xỉ Mỹ thôi, nó cũng không chưa phải là cường quốc. Venezuela mới là cường quốc, Venezuela là 150 trên 10.000 lần. Latvia, quý vị biết Latvia rồi, một cái quốc gia nhỏ xíu à, mà 150 người trên 10.000 người lận. Slovenia cũng là một quốc gia nhỏ xíu mới là cường quốc nè, 140 người trên 10.000 người. Croatia, có là Croatia là 50 người trên 10.000 người, và Slovakia là 40 người trên 10.000 người. Ở đây á, mình phải nhìn cái thông tin nó với một cái ánh mắt của một cái người mình nói là mình nhìn cái thông tin với một cái ánh mắt của một người nhà nghề, của một người trung lập. Chứ chúng ta có chưa gì, chúng ta giống như cái ông Hà Văn Sơn á, cũng có nhiều lần nói trời ơi cộng sản như thế này, người Việt Nam bây giờ phải ra nước ngoài làm này làm kia, làm cái nghề mà buôn phấn bán hoa bậy bạ. Xong rồi hôm nay cái bài học, cái bài tổng hợp của Tý, quý vị thấy sao? Cái bài tổng hợp này của Tý cho mọi người thấy hết tất cả các góc khuất của thế giới, thì mới phát hiện ra rằng chúng ta đứng hạng 6 đóng tàu là có thật mấy anh em ạ. Và chúng ta nghe đâu phong phanh mấy anh em trong ngành đóng tàu, bởi vì tôi ở cảng mà. Cho nên là những cái thông tin ở trong cảng nó nằm trong máy vi tính, thì dễ gì mà tôi không biết quý vị. Và ở cảng cũng cái lượng đi ra đi vô, cái trafficking, cái việc mà buôn lậu nó cũng ghi ra cái thông tin. Thì cái chuyện mà gái mại dâm chúng ta đuổi không kịp các cường quốc châu Âu và các cường quốc Âu Mỹ, làm sao chúng ta đuổi kịp quý vị? Đúng không ạ? Ngay cả chúng ta nói ở đây, chúng ta không nói là bất cứ cái chế độ hay là cái tư tưởng nào nó xấu hay đẹp. Chúng ta có Trung Quốc là cường quốc của cộng sản, chúng ta có Mỹ là cường quốc của tư bản. Thế thì hai anh cường quốc này cũng có 32 người trên 10.000 người làm nghề mại dâm. Thì chúng ta mới suy luận ra là cộng sản thì cũng có cộng sản dis, cộng sản đát. Nhưng mà ở đây lỗi không phải do cơ chế, mà do người ta muốn làm cái nghề đó. Nó phải công tâm liên minh như vậy. Nó phải công tâm liên minh rõ ràng như vậy, thông số cụ thể. Chứ không phải hở chút là ở cộng sản Việt Nam như thế này, cộng sản Việt Nam như thế kia, nghe nó chói tai lắm mấy ông ơi. Cái câu mà tôi thường nói là gì? Thôi 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 mấy ông đừng có bốc phét. Biết nhiều chưa chắc là biết, mà hiểu nhiều chưa chắc là hiểu. Như tôi mà còn là hạt cát trong sa mạc mà mấy ông bình luận vô mà tôi thấy nó còn nhỏ hơn cái hạt cát, nó tính bằng micromet hay là nanomet luôn á. Có bác hỏi Nga phải không? Nga, Nga, Nga. Nga, 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 Nga. Nga là 50. 50 trên trên 10.000 người. Có 50 cô gái Nga trên 10.000 người, cô chú anh chị. Nga. Nhưng mà so với tỷ lệ số dân thì Nga vẫn chưa tính là cường quốc. Có những cường quốc như Latvia, số dân nó có hai mấy ngàn mà tới 150 cô. 150 cô trên 10.000 người. Đất nước gì có hai mấy ngàn mà hết 150 người làm nghề dâm. Cái tỷ lệ lớn. Tỷ lệ lớn á. Đó, bác Quý Trần mới nói nè, Việt Nam quá ít tí ơi, khổ thân mới lớn lấy gì tập đây. Đó. Khi mà mình am hiểu về văn hóa, khoa học xã hội á, mình mới thấy rằng rất là khổ cho thanh niên Việt Nam. Bây giờ muốn mài dũa kiếm, tập luyện kiếm cũng khó nữa. Đó đâu phải là dễ đâu quý vị. Mà quý vị để ý nha, bây giờ cái xã hội của Việt Nam ngày càng đẳng cấp. Cái chuyện mà quý vị biết là ở trong cái tờ báo Los Angeles Times, bây giờ em khai thác tiếp nè. Đáng lẽ hôm nay em không có thích khai thác đề tài này đâu, đề tài này nó cũng tế nhị, giữa bàn dân thiên hạ nó cũng tế nhị.
Nhưng mà do là theo cái nhu cầu của quý vị cung cấp thông tin cho quý vị, nó phải xác thực, nói một lần để cho tởn chứ không có nói mà kiểu như là chơi chơi. Em nói một lần để cho nó tởn chứ không phải cho chơi chơi, bởi vì á mình không hiểu tới giờ này có những người vào kênh mình chưa có hiểu cái tầm vóc của mình nó nằm ở đâu hết trơn á, khổ lắm quý vị, nó chưa hiểu tầm vóc. Ở đây chúng ta thấy là khi giao tiếp nói chuyện á nó phải gãy gọn rõ ràng, và thông tin á thì phải rành mạch, trong sạch trong sáng, và lấy từ nhiều nguồn, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tất cả các thứ tiếng. Như vậy nhưng mà cái nguồn này thì là nó lại không tốt ạ. Dạ. Đây, bây giờ chúng ta thấy là ngay cả tờ Los Angeles nói này thế này. Bây giờ với tình hình thu nhập gia tăng, thấy không? Ngay cả Mỹ cũng nói là Việt Nam năm 1996 phát triển nè. Thu nhập gia tăng là income rising. Nhiều người đàn ông ở khu vực đô thị, tức là nội đô của thành phố Hồ Chí Minh có tiền để mua phấn bán hương, tức là mua mua phấn, mua hương. Và những người phụ nữ nông thôn thì lại nhìn thấy đó là một cách để vươn đến một cuộc sống tốt hơn. Không chỉ những nơi thành phố như thế này đã một lần được gọi là Sài Gòn, nhưng ở những cái quán bia, những trạm dừng xe tải và những cái khu vực chợ ở trên khắp Việt Nam thì nghề mại dâm nó là một con số nhiều hơn, và dĩ nhiên là hơn cái con số đó. Và chính quyền Việt Nam lúc bấy giờ ước tính con số toàn quốc Việt Nam là 70.000 với 50.000 ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng các chuyên gia, những cái nhà hoạt động xã hội thì nói rằng con số này là đã nhiều năm trước rồi và bây giờ thì thấp hơn rất nhiều. Và họ thấy có nhiều người mới đến. À, tức là vào lúc bấy giờ quý vị thấy rõ ràng là khi chúng ta nói chuyện chúng ta phải đem thông tin cụ thể của tờ nào, báo gì, nói cái điều gì, điều gì, điều gì. Rồi. Ví dụ như ở đây có một sự bạch hóa từ cái thời Việt Nam lúc bấy giờ, chúng ta Việt Nam có gì chúng ta nói đó, vì cảnh sát thường xuyên đuổi chúng tôi và họ làm cho chúng tôi rất khó làm ăn, họ nói. Và là một người buôn phấn bán hoa, cô ấy cảm thấy cảnh sát ít làm phiền họ. À, bây giờ là ít làm phiền. Và ở đây chúng ta thấy là tức là năm nay năm 96 nha, cái bài viết là năm 96 nha, đừng có hiểu là ngày năm nay 2024 nha quý vị. Nghề mại dâm còn được thấy ở những con đường vào ban đêm. Thì nghe các cô các chú kể lại là vào thời xưa á, thì là à, và có một điều nữa là trong tờ báo Mỹ này thì họ có nói là những cái người mà hành nghề mại dâm này là xuất phát từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Xuất phát từ Việt Nam Cộng Hòa, và khi họ không có tiền, họ sang cái chế độ mới, họ không có đủ tiền thì họ quay trở lại cái nghề này và họ trở thành những người phụ nữ già, mà người Việt Nam ghi là gái già. Ồ, họ biết luôn cả gái già. Vào ban đêm thì họ đứng ở ngay khu vực trước lãnh sự quán Mỹ, con đường mà Lê Duẩn đến trước, và cái khu vực sở thú. Và thường thì ngồi ở những cái khu vực mà quán ăn ở ngoài đường hay là bên ngoài quán bar, một ít thì bận váy ngắn, vận áo trễ và đôi giày cao gót. Và bảo đảm là phải chạy nhanh khi bị bắt giữ. Và cái không khí chờ đợi của họ set them apart, làm cho mặt của họ cũng cảm thấy lo âu. Đây là những cái thông tin của báo Los Angeles, viết rất đúng nha. Viết rất đúng nha quý vị, viết rất đúng nha. Đấy, bác Đinh Hiếu Nguyễn, mình là dân có học biết toán chia, toán trừ, thống kê. 1,5 triệu mà 150 ngàn ghê thiệt. Lát bây giờ em mới nói đó là cường quốc các bác. Bây giờ em mới nói là đó là cường quốc đó. À, bác khó quá ơi, thật ra là ở ngoài miền Bắc của mình á, là từ năm 1955 á, cho tới năm 1975 á, theo hồ sơ dữ liệu của Việt Nam thuở xưa á, thông tin này thì không được thông báo rộng rãi, nhưng mà cái thời ở cái chế độ mà lúc mà Mỹ xâm lược Việt Nam á, ở ngoài miền Bắc cũng có 10.000 người, cái con số đó rất là thấp, nhưng mà sau giải phóng thì cũng giải tán. 10.000 người á, ở miền Bắc có 10.000 người, là từ năm 1955 tới năm 1975 á, ở phía Bắc cũng có 10.000 người, trong Nam thì nó gấp tới mấy trăm ngàn lần lận, tới 500.000 lần cũng có, nhưng mà
đa phần ở ngoài Bắc á, là họ họ lúc đó là họ làm, nhưng mà cũng thôi, cái thông tin ở ngoài Bắc thì mình chỉ biết vậy thôi, nhưng mà nói sâu hơn nữa thì nó hơi đụng chạm, nên là em xin lỗi quý vị là cái phần tin ở ngoài Bắc thì em không có bạch hóa, bởi vì cái này là em chỉ nói là con số là 10.000 thôi. Còn ở trong Nam thì thật sự là cái con số đó là do Mỹ cung cấp nha, là 500.000 người. 500.000 người nha. Chúng ta thấy là xã hội nào chúng ta cũng phải nói điều điều tốt, điều xấu, chúng ta không có che giấu gì cả quý vị, chúng ta không che giấu gì cả. Nhưng mà rõ ràng là sau giải phóng thì người ta báo của Mỹ cũng ghi rất là rõ là cộng sản. Quý vị biết báo ngày xưa báo Mỹ viết rất là chính xác về Việt Nam, bây giờ mới có cái góc nhìn xuyên tạc, chứ ngày xưa là viết rất là đúng nha. Ngày xưa viết rất là đúng nha. Nhiều quý vị. Cho nên là quý vị lưu ý là khi thông tin của Tý đưa ra là nó cũng có rất là nhiều cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ suy tư nha, rất là nhiều suy nghĩ suy tư. Thì hôm nay cái chủ đề chính của em là muốn nói về cái việc sống ở bên Mỹ, lệch một tí ra đường nó cũng chưa yên, cuộc đời như một trái banh. Thì chắc là lát nữa xong á, thì chắc là em sẽ đổi cái tiêu đề, và chắc là cái em dời lại cái chương trình sống ở Mỹ, lệch một tí ra đường cũng chưa yên và cuộc đời như một trái banh nó sang một cái dịp khác. Đúng rồi, xã hội nào thời đại nào cũng tồn tại. Chúng ta cho dù sống ở miền Bắc Việt Nam hay là miền Nam Việt Nam thì chúng ta không thể tránh khỏi, bởi vì cái này là do người ta muốn làm cái nghề đó mà, chứ không phải là người ta chính quyền kia chĩa súng vô đầu người ta rồi bảo là mày phải làm cái nghề đó đâu quý vị. Cũng giống như là mấy ông đã chọn con đường đi vượt biên, mấy ông nói là mấy ông chống cộng sản thì mấy ông phải ở gần với cộng sản mấy ông mới chống, chứ còn mấy ông kêu chống cộng sản mà mấy ông chạy hết trơn rồi chống sao trời. Bây giờ tôi cũng không hiểu luôn cô chú anh chị. Bây giờ em cũng không hiểu luôn, chống cộng sản mà chạy hết trơn luôn á, phải chi chống cộng sản mà ở với cộng sản để mình coi coi nó có chỗ nào nó sơ hở mình chống, đúng không ạ? Bây giờ mà kêu là mình chống cộng sản mà mình chạy chạy thiệt là xa luôn, chạy thiệt là xa luôn, giống như cái con Mocha với con Latte nhà em á, em có kể trong cái số câu chuyện á. Ở bên một cái kênh chuyện nước Mỹ của Tý cũng kể hai hai con chó của em giờ nó còn sống, nó sống ở Đồng Nai. Con Mocha con Latte của em ngộ lắm, hai con đó ở trong nhà thì á nó sủa cái con chó tuốt lần sang ngoài kia kìa, tuốt lần sang ngoài kia nó sủa to lắm, hai con không hiểu sao chửi nhau nó sủa dữ dội lắm. Mà em thả con chó Latte với Mocha ra, cái con chó bên kia cũng sủa dữ lắm, cái con đó lớn lắm, con Latte của em nó nhỏ xíu à, vậy mà hai con gặp nhau không con nào sủa luôn, nín luôn quý vị. Cho nên em mới nói là mình chống cộng, mình làm sao mà mình ở trong nước mình phải hiểu Việt Nam như thế nào, mình hiểu cộng sản thế nào mình chống, chứ ai đi tự nhiên nói mang tiếng chống cộng mà sống sống thiệt là xa, sống tới 13.000 cây số mà đã vậy cách lìa xã hội của Việt Nam đã 49 năm, có hiểu được cái nội tình Việt Nam ra làm sao đâu. Coi YouTube thì chỉ biết vậy thôi, toàn là coi theo định hướng một chiều không à. Ở Việt Nam mà có một cái hiện tượng nào thì là chụp mũ Việt Nam, coi như là trời ơi giống như là nguyên nước Việt Nam nó như vậy luôn á cô chú anh chị, đúng không cô chú anh chị? Giống như là nguyên nước Việt Nam là của em vậy luôn á. Nhiều khi mà em mà yếu yếu lòng á nha, em mà yếu 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 lòng á, em mà có coi mấy kênh xuyên tạc á, em á tí á mà yếu lòng em coi mấy kênh xuyên tạc xong á, em coi kênh xuyên tạc xong á là em sẽ nói chứ trời ơi Việt Nam mình ghê quá rồi, thôi thôi chắc mình không về Việt Nam nữa đâu đó. Quý vị thấy không, mấy cụ chơi mấy cụ toàn định hướng một chiều, mấy cụ làm cho những cái người khác yếu tim thòng tim nha. Tí về bệnh tim thòng, tí về bệnh tim thòng. Cho nên là cô chú anh chị lưu ý một điều là như thế này à, bác Nga Thanh ha, bác Nga Thanh cho biến luôn nha, nói tào lao à. Và cô chú anh chị thấy là như thế nào, mình đưa ra tin tức mình nói nó phải có nguồn nào của AP của Mỹ của ai, nói tới đâu đưa nguồn tới đó, dẫn chứng cụ thể, dẫn chứng cụ thể xong rồi người nghe là cái người mà tự họ sẽ bình luận vào và tự họ sẽ đưa ra góc nhìn của họ dưới phần thảo luận. Như vậy nó mới gọi là xây dựng một cộng đồng như thế nào quý vị, xây dựng một cộng đồng lành mạnh, cộng đồng mạng xã hội lành mạnh, đúng không quý vị? Bên Tây Ban Nha nó lồng lộng nhan nhản tí thâm thật, cảm ơn bác Hương Phan rất nhiều cho nó vô đi tí. Dạ không,
cái gì mà mình đang cái mạch của mình mà thí dụ như nói tới Cụ Hồ hay là xúc phạm chính khách thì chúng ta sẽ cho lên đường. Cái điều đó là cái điều mà chủ trương của kênh Chuyện Nước Mỹ của Tý, của chú anh chị. Cho nên là quý vị thấy là đừng bao giờ chụp mũ Việt Nam. Một sự vật hiện tượng sai tới đâu mình giải quyết tới đó, chuyện gì cũng vậy, có pháp luật xử lý. Quý vị không thể nào thấy cái gì mà nghe ở bên nước ngoài mà nghe Việt Nam có cái gì đó trời ghê quá trời, về Việt Nam ghê quá, trời ơi, về Việt Nam có chừng bị giật đồ á, ở bên Mỹ giật đồ luôn, ở bên Mỹ bị giật đồ luôn, toàn người quen Tý không à. Đi qua bên Mỹ đi chơi bị móc túi giật đồ, mất 1.000, 2.000, mất luôn cái điện thoại, mất luôn cái modem luôn, mất luôn cái modem luôn của chú anh chị. Nó đâu có đùa đâu quý vị, đâu có đùa đâu quý vị. Nên quý vị nghe rõ không? Tý chỉ muốn là quý vị thấy là cái tấm lòng của Tý, Tý cũng muốn là xây dựng một cái cộng đồng mạng xã hội lành mạnh. Những người chống Tý nhưng mà chống văn minh, mình nói đàng hoàng, mình nói kính thưa anh Tý, tôi thấy cái điểm này sai, điểm này sai, điểm này sai. Chứ cái gì mà đây nè, tôi chiếu lại nè. Cái gì mà Ed ơi, thế ở đây tính số lượng em gái Trần Duy Hưng chưa? Thế cụ ra đó cụ đếm giùm tôi một cái. Tôi sợ cụ đếm được tới cô thứ ba, cụ thèm nhỏ dãi rồi.